Sáng nay, Ủy viên dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi tiếp Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố đến thăm và chúc Tết nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Thay mặt các chức sắc và đồng bào Công giáo, Linh mục Nguyễn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố gửi lời chúc mừng xuân mới 2023 đến lãnh đạo chính quyền và nhân dân thành phố, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Công giáo tổ chức các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định pháp luật. Linh mục Nguyễn Hùng khẳng định, thời gian đến, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cảm ơn lời chúc Tết của Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố, đồng thời ghi nhận những đóng góp của đồng bào Công giáo đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, ủng hộ các chủ trương, chính sách của thành phố trong thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn rằng năm mới 2023, đồng bào Công giáo tiếp tục nêu cao tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong khôi phục phát triển kinh tế xã hội, chung tay xây dựng Đà Nẵng ngày càng vững mạnh,